Khởi đầu không như kỳ vọng tại vòng bảng, nhưng cả đương kim vô địch và U23 Indonesia đã lột xác mạnh mẽ ở bán kết. Lối đá kỹ thuật của U23 Việt Nam chạm trán U23 Indonesia thiên về sức mạnh và tốc độ. Một thử thách không hề nhỏ cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong việc bảo vệ ngôi vô địch. Chung kết U23 Đông Nam Á 2023. Cuộc so tài tái hiện trận bán kết SEA Games 32. U23 Việt Nam, U23 Indonesia, 20 giờ ngày 26 tháng 8 trực tiếp trên VTV Cần Thơ.